Rồi, chào tất cả các bạn luôn. Thì bữa nay mình làm cái đồ nhậu các bạn. Thì gà đây mình sẽ luộc để mình ăn tối thôi. Và xả mình xào cái đây nữa nè, nhưng mà mình sẽ làm nửa con vịt cho các bạn. Nay làm món đặc biệt thì mình mới hái được mớ lá này các bạn. Đi tìm lá mướp mà không có lá mướp thì có cái lá này thì là lá dâu các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chặt nửa con vịt đây ra, mình làm nửa con nữa các bạn. Mình sẽ băm nhuyễn nó ra, gia vị nói chung là vừa miệng. Cái là mình lấy cái lá đó mình quấn lại, mình đi mình hấp rồi ok, mình sẽ tiến hành mình làm. Mình chia con vịt ra rồi các bạn. Thì vịt này là vịt cỏ nha bạn, vịt cỏ thì nó hơi nhỏ nhưng mà thịt nó ngon. Thì mình sẽ băm luôn các bạn, mình sẽ băm luôn cho khỏi rã đông luôn, để về băm tí nữa nó rã đông mình sẽ băm thêm một lần nữa cho nó gọi là rút ngắn dây giai đoạn các bạn. Thì cái cây quay phim của mình bữa trước mình làm rớt cái ba lô, nó gãy mất tiêu các bạn. Thì chắc để mình băm xong rồi mình sẽ quay tiếp. Con vịt này thì mình làm sạch rồi các bạn, mình làm sạch trước khi mà bỏ vô tủ đông, tại vì chỉ lấy ra và ăn thôi, rửa và làm sạch tắt một tật. Đấy, thì giờ mình sẽ tiến hành mình băm nha các bạn. Trong quá trình mình băm mình sẽ không quay. Rồi giờ mình băm, mình băm xong rồi các bạn, nửa con là bao nhiêu nè. Thì bây giờ mình sẽ ướp hành với tỏi vô cái này. Thì tại vì mình làm một tay các bạn nên mình không có quay được. Mình sẽ ướp, nói chung là cái đồ nè, mình tỏi là mình ăn cái ký hành cũng cái ký à, chứ không ít đâu. Nói chung là cái tính người các bạn, do là mình phải sắm sửa trong nhà ấy, mình em ấy thành ra là cái đồ trong dùng trong nhà mình là mình phải đầy đủ, cho dù có bị gì sự cố gì mình còn có đồ để mình ăn uống. Đấy, giờ mình sẽ đập cái này ra, mình băm nhuyễn chung như thế này luôn rồi mình sẽ ướp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đập ướp nó, thì mình không có quay được nha các bạn thông cảm. Mình đang luộc con gà nữa các bạn nè. Cái này thì mình xả, mình chưa không có ai xả nha các bạn, chỉ hành với tỏi với ớt. Bây giờ mình sẽ thêm gia vị nữa các bạn, mình sẽ thêm gia vị cho nó. Một tay đang quay, đang làm một tay ở tủ, cái này cho cứng rồi. Giờ mình sẽ thêm tiêu nữa các bạn, nêm nó mất mẹ rồi, bột ngọt thì mình ướp để sẵn luôn nha các bạn, ướp mình trộn đều mình để sẵn đó. Tí nữa về mình đi chợ mình mua mấy cái đồ thêm nữa đây, rau thơm mà đấy. Mình có thêm một xíu đường nữa. Xíu mắm, rồi ok, mình sẽ trộn đều nó lên. Cái đầu đũa này đang ấy gà này, mình lấy cái đầu đũa khác, mình sẽ trộn đều nó lên nha các bạn. Cái thịt này nãy mình băm rồi các bạn, mình băm rồi xong mình bỏ vô cái chài này, mình quấy lại lần nữa cho nó mềm, cho nó tan luôn mấy cái xương.
mình sẽ đấu đều nó ra cho nó thấm các bạn. Thì tí nữa mình sẽ quấn mình hấp cho nó thấm cái đó, tí nữa mình quấn mình hấp cũng lâu ạ. Mình ướp thêm một số rau thơm vô đây nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gói, mình sẽ gói nó đây. Quay giùm mình xíu coi. Mình sẽ lấy lá chuối mình cột lại nha các bạn. Cái máy bát nhỏ nhỏ rồi mình bỏ vô trong. Lấy lá chuối mình cột lại nha các bạn. Cái lá chuối này nó sạch chứ nó có dơ. Cái đồ ăn mình không nấu đâu mà trời mưa lớn lắm các bạn ơi. Nó hơi to á. Đây là mớ gì to quá mình cột không được, mình cứ tính cái đầu đây là ok rồi này các bạn ơi. Tính cái đầu như vậy là ok. Cho mình cột lại. Rồi, lấy ra cây dao đi. Mình gói xong rồi các bạn. Thì mình đậy lại để mình hấp, hấp bằng cái nồi điện. Mình gói được xong mấy rồi. Mình đậy lại mình hấp. Hấp bằng cái nồi điện luôn các bạn. Rồi, thì bây giờ mình cứ chờ, trong thời gian chờ đợi mình chặt con gà để mình ăn các bạn. Muối đâu? Để anh nghiệm thu cái chất lượng nó coi. Ăn cái buồng trứng đó nè. Này mình ăn trước thử các bạn. Rồi thì chén muối nó ok không? Muối ớt là chanh. Rồi, ok, mời tất cả các bạn luôn nha. Chưa đánh giá được chén muối các bạn, làm cục nữa cái đó. Làm cục nữa mới đánh giá được. Rồi, mời các bạn luôn nha. Quá lạ. Quá phê. Cái chén này nó ngon hơn chén muối hải sản các bạn. Tại vì nó lá chanh non mà. Với là mình giả muối hột nữa. Muối, đường, đều có này hết ớt. Rồi, trong thường mình sẽ chờ đợi cái kia nó chín nha các bạn. Cái món mà dịch là xong rồi các bạn. Thì bây giờ để mình thử, mình húp hết miếng cháo, mình thử cái món dịch nó như thế nào nè các bạn. Đặc biệt. Rồi lào chịu khó nha, cột thiệt ra ngoan á. Nói chung là thơm các bạn, thơm. Rồi, bây giờ mình chấm nước mắm hay là chấm muối ta? Nên mình nghĩ mình chấm muối, một miếng muối đi. Rồi, mời tất cả các bạn luôn nha. Đời này mày mua bía đấu một hồ nè. Ngày nay uống rượu rồi, anh nè, con hai lon trong kia lát mình lạnh. Chính. Lá rất mềm. Được. Mình cái này mình nêm nó vừa ăn rồi các bạn. Nãy mình quên mình chấm nó hơi mặn. Rồi, mời tất cả các bạn miếng nữa luôn nha.
Thì ăn xong miếng này mình sẽ dừng clip để mình ăn nhậu tí các bạn. Rồi có cái gì ai mình chèn clip vô các bạn xem. Cái lá nó mềm lắm các bạn. Không, ăn cháy chứ. Mình nghĩ lá này làm sao ăn được. Bữa nay làm con ngọc hoàng nữa các bạn. Cái lá dâu này các bạn, là nếu như các bạn mà nấu canh cá diết á, nó rất là ngon. Nhai vô nó không có cái vị hết, nhưng mà các bạn nuốt xuống nó có vị béo với vị ngọt. Nó có cái hậu các bạn. Rồi để mình dừng clip để mình ăn nhậu xíu đó các bạn ơi. Đồ. Vậy thôi uống bia đi. Rượu này mình lấy đem ở quê vô các bạn. Rượu này đem ở quê đây nè. Rồi mời tất cả các bạn luôn nha. Cái lá này ăn ngon thiệt các bạn. Cái lá dâu nè. Cái lá dâu tằm hả các bạn? Hồi nãy mình nói là cá diết các bạn, đôi khi các bạn không biết con cá diết. Cá diết nó giống con cá chép nhưng mà nó nhỏ hơn các bạn. Ở quê mình gọi là cá diết. Cá chép thì cá diết là mắt đen, cá chép mắt đỏ hay sao đấy. Cá chép là nó mắt đỏ. Còn con cá gái nữa. Còn cá chấm cỏ là nó khác. Cái cá đó mấy bạn. Rồi ở quê mình kêu là cá gái các bạn. Cá gái là con cá nó cũng giống cá diết. Cá gái ở quê mình là quê các bạn, ở ngoài Bắc người ta gọi là cá chép. Rồi mời tất cả các bạn luôn nha. Nói chung là nó chín mềm rồi. Cái lá này ăn rất là hấp dẫn. Cái lá này hấp dẫn lắm các bạn. Chấm thêm miếng muối nữa. Thì mấy cái món này mình nhậu cũng lâu rồi các bạn. Nói chung là cũng tàn cuộc rồi thì thôi mình cũng xin kết thúc clip. Thì nếu như các bạn thấy xem clip thấy có hay, nhớ để lại một like, một share, một subscribe để mình có động lực phát triển những video tiếp theo nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem những clip mình đến giờ phút này luôn. Rồi tạm biệt các bạn. Và nếu như các bạn có thắc mắc về những cái vấn đề gì ngoài cái ngoài cái này nè, tại vì mình làm mấy clip này mình tránh nó hoặc ấy, thì vẫn các bạn cứ hãy để lại cùng mình phía dưới, mình sẽ nhiệt tình trả lời cho các bạn. Rồi chào tất cả các bạn luôn. Rồi ngày mai là thứ hai nha các bạn, hai ngày 8. Rồi tạm biệt các bạn luôn. Cháu bạn ngủ ngon nha, giờ cũng khuya rồi.